chào anh em, nay mình đóng container tàu, tàu mới mua mới chở về bên đó, nay bỏ vô con. Vậy anh em mua ủng hộ nha, bán rẻ cho, người nào đăng ký rồi bớt 5%, để có bớt 5% là nhiều lắm à. Cái máy này 100 ngoài triệu mà không dám bớt 5% đâu. À mà chưa đâu giờ vào đâu á, còn ngoài còn ngoài. Là nó ngày mai chưa xong. Ốp lên chiếc này để đẩy vô, trông trông ơi. Bây giờ có muốn bỏ gì không? Rồi giả anh đi, giả thử đi. Đúng là hai chiếc tàu, số máy móc, số đồ công cụ, ba giấy kỳ. Tàu này vẫn xài bình thường, nhưng mà nó cần phải sửa chữa rồi. Nên tháo ra, bỏ vô tàu, đóng Việt Nam luôn. Rồi.
dây điện á. Rồi chạy vô luôn. Sắp xong rồi, để đây cho thằng em nó làm tiếp. Mình đi về bác ơi, cho tụi nó làm đi. Này rồi, vẫn chút nữa gì đó. Quá đẹp ha. Thế là xong. Bây giờ đi về. Đây, coi như xong rồi, giờ mình đi về. Rồi, chào anh em nha. Nay xe nó kéo công rồi nè đi. Chụp hình cuối công để cho hôm kia nó làm hả? Chụp rồi. À, cái đấy lúc nó kéo công đi phải chụp nữa mà. Bye bye anh em, bye bye bà con, cô bác, đường xa. Giờ mấy giờ ta? 4 giờ. Rồi như trước 7 giờ. 5 giờ, trước 7 giờ về tới nhà tôi.